Xin chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Điểm Hẹn Cuối Tuần. Tôi là Khánh Linh và đây là người bạn mới của tôi, MC Nguyên Lâm. Xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Nguyên Lâm có một vai trò mới, đó là một reviewer. Lần đầu tiên của reviewer Nguyên Lâm sẽ như thế nào? Mọi người có thể nhìn thấy đây là chiếc há cảo cơm của chị đầu bếp và đây là của tôi. Thưa quý vị, đây chính là miếng há cảo mà anh Lâm đã làm trong mấy phút trước. Thực ra là anh chưa bao giờ ăn món ăn nào mà được làm từ tinh than tre đâu. Mấy cái món vịt quay này này thì anh thấy là nó có cái mùi gia vị thảo mộc ấy, rất là thơm. Món vịt ở đây thực sự rất là xuất sắc. Anh cảm giác như là mình có thể ăn hết luôn được cả cái đĩa vịt này luôn á. Mời quý vị cùng đón xem chương trình Điểm Hẹn Cuối Tuần được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2022 trên kênh Style TV VTV Cup 12.